Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đang có chuyến thăm kéo dài 3 ngày đến Hà Lan để củng cố quan hệ kinh tế thương mại với một trong những đối tác kinh tế lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu và tranh thủ sự giúp đỡ của Hà Lan trong những lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu. Lễ đón chính thức ông Chính đã diễn ra hôm 12 tháng 12 tại phủ Thủ tướng Hà Lan dưới sự chủ trì của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tại buổi hội đàm sau đó ông chính được cho là đề nghị người tương nhiệm hà lan khuyến khích các doanh nghiệp nước này đầu tư vào các lĩnh vực như cảng biển công nghệ đóng tàu kết nối hậu cần hạ tầng chiến lược với mục tiêu đưa việt nam trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa của khu vực theo tường thuật của tuổi trẻ Ngoài ra, Thủ tướng Việt Nam còn đề nghị Hà Lan, cường quốc nông nghiệp có nhiều kinh nghiệm chống nước biển dân, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, công nghệ và cho vay ưu đãi để giúp Việt Nam phát triển nông nghiệp bền vững, logistics, chuyển đổi xanh, bảo vệ đa dạng sinh học, quản lý nước, nhất là ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, cũng theo tờ báo này. Hà Lan hiện là nhà đầu tư lớn nhất và đối tác thương mại lớn thứ hai của châu Âu ở Việt Nam, với kim ngạch thương mại song phương vào năm 2021 đạt 8,37 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 10% so với năm trước đó và 380 dự án đầu tư với tổng số vốn là 13,5 tỷ đô la. Thủ tướng Phạm Minh Chính hiện đang có chuyến công du đến ba nước châu Âu. Trước Hà Lan, ông đã đến Công quốc Luxembourg. Điểm đến tiếp theo của ông Chính sau Hà Lan là Bỉ.